Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta cùng nhau giao lưu với vườn cảnh Quang Hào, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường Mai Chí Thọ. Cây cảnh Quang Hào, số điện thoại để giao lưu với chúng ta 0909 168 575. Và bây giờ chúng ta cùng nhau vào vườn chiêm ngưỡng những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc biệt Quang Hào. Tác phẩm đầu tiên tôi truyền tải đến với chúng ta một cây hoa giấy. Điểm nổi bật với một thân hoành đưa ra xa tính từ mặt chậu là khoảng độ 3,5 m. Đẹp quá. Từ một gốc chính lên đến mặt đất chia thêm một cái nhánh sang bên này. Và hai nhánh đó lên song song. Nhưng mà một nhánh lớn hơn lại tách ra một thân này. Một cái nhánh này lao ra với cái dáng hoành. Anh sẽ phải cắm cái cây cái này để đỡ, có thể là vẫn chịu được nhưng mà để hạn chế gió lắc, điểm thêm một cái cọc nhỏ ở đây nữa. Quá đẹp luôn. Vườn nói về chủng loại cây là rất là phong phú. Vì anh kê tương đối sát nhau cho nên là tôi muốn đăng tải hình ảnh của cặp đôi cây me đối xứng. Đây. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà lấy chùm bóng của hai cây thì không có cái khoảng cách nào để lấy được. Tôi đành phải cận cảnh để soi chúng ta cái phần bệ và thân của hai cây me. Đó, những cái trái me đấy.
Vâng, và đây là cây đối diện. Hai cái chậu chân đôn rất giống nhau, cho đến hai cây me có kích thước bóng dáng siêu cũng tương đồng. Đây là cây lộc vừng. Toàn bộ bệ bầu đất đã ngâm nước toàn bộ rồi. Và tại thời điểm này cũng vẫn đang buông những cái vòi hoa. Vâng, và đây chính là cây sung mà anh Quang Hào có gửi hình ảnh cho tôi và có xin tôi tư vấn. Đó là cây sung được xây dựng với hình ảnh giống cái chữ tâm. Sau khi biết được Đỗ Sinh có những cây ổi chữ tâm, anh Hào có gửi hình ảnh này, thì tôi nói là sẽ trồng theo cái dạng, cái hướng ngả thêm về phía bên kia để thể hiện được cái đoạn thân bên này nó không được được thẳng đứng mà nó phải nghiêng về bên tay trái. Vâng. Sau đó lắc cái ngọn này để cái hướng cái ba cái nét chính của chữ tâm đó, nó thể hiện rõ hơn. Không, cái này phải đánh nghiêng phải đây. Sang bên này. Đấy, phải nghiêng đây. Sang bên này. Chứ nó không bao giờ dựng đứng được. Dựng cái cây lên thì. Vâng. Ở đây cũng là cái cây sung mà chúng ta có thể khẳng định là làm được nét chữ tâm. Làm tốt, làm rất đẹp, rất giống. Đấy. Bản thân đó là cây sung đã có quả rồi. Nhưng mà vừa rồi anh bứt phá và chặn đây cái vòi cũ của đây. Đấy, vẫn còn đây. Bây giờ tôi gửi đến các bạn một cái hình ảnh của một cây xanh trực hoành, là một trong những cây xanh được giới làng chơi trong khu vực phía Nam, nhất là ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá rất cao. Vì cái hướng nắng cho nên tôi bắt buộc phải đứng trách thế này để lấy được cái trọn vẹn hơn, vừa tránh được những cái tán khác của những cái cây khác. Đây là bóng dáng của cây xanh trực hoành mà Đỗ Sinh đề cập đấy, chia sẻ với các bạn luôn. Vâng,
thân hoành đưa ra tính từ khi tách khỏi thân xính, kéo ra tầm khoảng 2,5 mét, với cái những cái dễ buông và cái độ thu côn lại rất giống mình rồng. Đây là hình ảnh của phía ngược lại của tác phẩm xanh trực hoành, là một cây xanh dòng xanh Nam Điền với tuổi đời rất là cao rồi. Anh Hào có nói là đây là tác phẩm đầu đàn trong vườn có mặt sớm nhất hàng chục năm nay rồi. Và đây là tôi đã đứng hoàn toàn ở phía dưới gầm của tán cây xanh. Một tiểu cảnh một rừng mai chiếu thủy. Những bóng dáng của những cây tùng kim cương, tùng La Hán, tùng Đài Loan, những cây nguyệt quế, kể cả những cây bông trang hồng phấn, bông trang đỏ, tạo nên một cái không gian vườn cảnh quang hào rất là đa dạng phong phú.
số lượng. Thì tôi có hỏi anh Quang Hào cười và nói: em cũng không biết được bây giờ có bao nhiêu cây nữa. Cây phi lao có cái gốc rất bự như vậy. Chúng ta đang quan sát một tác phẩm Si búp đỏ. Vâng, một cây si mà tôi liên tưởng đến cây si cúc độc lập của anh Đệ ở Thanh Hóa. Và từ nay tôi chưa kịp giới thiệu với các bạn đây nha, cái anh mà áo đen này này, anh ngoảnh đây một tí, đó chính là anh Quang Hào. Vâng, anh chào cả khán giả trên toàn quốc, những người đam mê đang theo dõi tôi chia sẻ vườn cảnh Quang Hào tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và một cây sung nữa tôi cũng lại muốn nhấn đến trong cuốn video này là cây sung thứ hai, có cái điểm nhấn để chúng ta xây dựng thành cây sung có bóng dáng chữ nhẫn đây. Đây là cây thứ hai. Nếu mà cặp đôi sung này đứng cạnh nhau hai bên thì chúng ta có một lối chơi cây sung chữ nhẫn. Cây này có vẻ bóng dáng cũng như là quên, xin lỗi, chữ tâm. Từ nãy mình nói chữ nhẫn, cây bên kia thì chữ tâm. Mình vẫn đang đi theo cái hướng là để xây dựng những cây chữ tâm. Đấy. Ổi chữ tâm của tôi. Tôi sẽ gợi ý các bạn, đây là cặp sung chữ tâm. Mình chỉ có đặt nó lệch đi một hướng thôi. Một góc độ để cái nét đầu tiên của chữ tâm nó thể hiện rõ hơn đi. Hay đấy anh Hào ạ. Tôi vào thăm vườn anh có hai cây sung này hay này. Nhưng cây này thì sẽ có nhanh hoàn thiện và đẹp hơn cây kia. Đẹp hơn cây phía ngoài kia. Đấy. Hay đấy. Và để trước khi kết thúc cuốn video này, tôi giới thiệu với các bạn cây bàng. Và một cây bàng bonsai có đường đi của thân rất dẻo đây. Với hình ảnh cây bàng, Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video ở đây để chúng tôi tiếp tục di chuyển với các anh ở Dĩ An lên đây thăm vườn anh Hào cùng với Đỗ Sinh. Vâng, đây chúng ta cùng đi nhé. Tiếp tục. Bác còn nhanh hơn chim, mới Dĩ An xong cứ thấy quận 2. Vâng, và chính trong những cái lúc mà một khoảng khắc rất là hấp dẫn tôi chia sẻ vườn cảnh Quang Hào thì anh Quang Hào với anh Phạm Xuân Đăng Tăng chứ. Tôi còn nhớ là trong video tôi ghi là Phạm Xuân Tăng ở Dĩ An
Về với quận 2 vườn anh Hào, các anh đã giao dịch với cái tác phẩm Si Búp Đỏ mà tôi vừa mới chia sẻ với các bạn rồi. Và tôi có nói vui một câu là nhìn bóng dáng cây si búp đỏ này tôi lại nhớ đến cây si có tên là Cúp Độc Lập của anh Đệ Thanh Hóa. Đấy, anh có tên là cây si Cúp Độc Lập, cũng có cái nét già cổ rất là đẹp như thế này. Vâng, chúc mừng anh Tăng nhé. Rồi, chúc mừng anh Hào.